Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người, con Hương Liều. Mình đang ngồi dưới bếp nhà bé nha. Coi má hai đang làm chuyện á. Má, bữa nay không ngủ chưa hả? Không. Sao mấy bữa trưa nào cũng ngủ mà? Bữa không. Vậy thì trưa nay ba mẹ con, ba cháu mình ghẹo nó một bữa, cho nó một bữa nha. Mình biết rồi, nhưng mà giả lò hỏi vậy thôi. Biết là bữa nay ba không ngủ chưa? Đợi má hai làm xong rồi lên kêu má hai nằm ngủ, mình ghẹo bé. Ok, mọi người muốn biết mình ghẹo như thế nào thì chờ má hai làm xong lên ngủ chưa? Mình xử bé cho mọi người xem. A few moments later. Giờ cái nha. Thì bữa mày được thấy con trai con tự dọn được. Mình mới dắt con đi ra kê. Mày biết tao không? Biết cơ. Còn mất ơn. Tụi nó nhỏ nhỏ mà mượn. Con cao đúng không? Đừng bị dấu đi. Nên là em lùi bước 16. Quỷ gì vậy mày? Cá giọng như dịch tộc, cái giọng như học gì vậy? Giọng tôi ngắn thường. Ông chưa nắng rồi, ông với nó làm im đi. Làm sụp chú hồi cái tả nó hờ tôi, cái bà chữ không nghe hả? Hát nhỏ không mày trời. Ca yêu ca ca ông trầm mà. Chưa nắng còn trầm hết, ta ngủ nữa. Em hãy về đi. Ông này ông lì ghê trời. Tôi nói ông nhai nhà luôn nha, chú hồi bả ngủ được cái bà chữ tôi nha. Ông là la này muốn cho tìm sớm tao biết hay sao ông vô nhà con cha ông Trần vậy? Chỗ bè nhỏ nhỏ không với nó cái cao cà không tới cái đó cà nữa giọng ca được ca nhưng què có mày ca chưa nắng ta chữ ông Trần sao để mà mãi ngủ la hoài luôn á trời. Mà ông nói không có cà. Em ơi suốt đêm thâu thức gì em. Cô lại ông nội ông làm ơn nhỏ. Bố ơi hồ hồi bán vậy mà cây vô đầu tôi là đừng có trách nó xui nha. Sao nó ngộ quá bộ bốn phải ba chữ luôn hả? Mấy ông ca tưởng nãy giờ ba tưởng tôi ca kìa. Vừa mãi trước chưa nắng trần sớm về nhà ta. Sao ông về nhà ông á, ông Vũ nó về nhà ông ta. Thử con mèo ca hơn chừng lên. Mày hại mày hại sớm này nè. Tới chiều tao mới đi ca luôn. Chiều tao ca luôn, tao có ca giờ đâu. Ca mà không sớm này chút hồn tao chạy hết, tao chửi tôi sao. Con tí của mẹ, tao nói nhỏ xíu à. Tao nói nhỏ nhỏ mà mày la lát hồi má ai vậy, mày chửi mày gánh chịu nha. Thì mày vậy cao đừng ca, cao sầm nữa. Thì đâu có ông chồng đâu, thử giọng thôi, chút xíu chiều mới đi ca mà. Thử mẹ rồi ca rồi. Mà mày biết mấy bài, mày muốn cãi cho mày. Ha ha ba bài à. Bài này mà nó mở ca chứ. Chắc có chỗ mở thì chịu vậy, con ngồi vậy không? Thôi, hai chiều hai cháu mình ca. Mở cũng một cô cũng không chồng với nó ca nữa. Cài mà cho mấy ông vô ca cũng bởi đi vô ca. Đâu có người cũng chưa được đi ca. Mày biết cái bài nào nữa? Mày biết mấy ca mấy bài sân tồn không? Biết. Đâu lại làm thử bài đó. Đừng mà là em cua ngày hôm qua. Gà mái mày biết cho mày. Nó làm gì? Ca giọng như gà mái rồi, ca gì? Tự nhiên có hở chậm cho mọi người nghe chứ bộ. Không là nữa, ông nhớ rồi. Ông muốn hở chậm gì hết, ông cái ông ca trước được á. Bài nãy ông chớp tôi rồi, lỡ ông chớp mấy chớp tôi rồi, trước mấy ông ca sao? Chớp nãy rồi sao? Giờ bây giờ cái bà đang ngủ chút rồi, cái vậy cái bà thử luôn sao? Nghe cái không này, giờ la con trai la. La gì cái ông bố này, cái nhỏ này ngồi ca không à? Ca cởi đó. Ơ, con cái con tưởng hùng với quỷ nhỏ mà. Nó ca nhỏ nhỏ, có ai nghe đâu. Mình người hồng này không à. Nãy giờ đó, bài má ngủ á, nãy giờ ca bài hải luôn à. Mày la bây giờ bỏ chịu mừng nữa, ca hoài. Chưa nắng nhức đầu chứ. Lá cây đầu thì giờ cũng bị đánh. Đúng rồi đó, ngồi mãi cảm cây. Bây giờ tôi sẽ im đi. Lát má này, ai la má này thở cái cây vô đầu đó. Chứ đừng có nói nữa. Đừng có phân biệt ai hết. Ai một bẹp nữa ca nữa là được rồi. Con ca cái chừng giờ xong cái bà ngủ. Ở nhà chứ mày để cho bà ngủ chứ. Cây ở đầu.
Tự nhiên ở đầu con đó mẹ vừa nhắc không đâu ca kìa. Tự nhiên ngộ quá. Nãy là gì mà hồi nít đi. Tự nhiên cái bảo bên cháu cần phải về bên phòng à. Ngộ ghê. Má mắt, má ngửi nhá. Mà con đâu có ai đâu thôi. Thì đó bây giờ cái ông lưng cao ông sầm nữa. Ủa, nó để ông mãi ngủ quá à. Ta thử giọng lên nhỏ thôi. Không, cái chút xíu rồi cũng phải làm nhưng xíu bởi lại. Mà thử giọng ta ca nhỏ không. Thôi im đi bé, anh không có la nữa. Vô hơn vô lại thôi. Vô lại đi. Dạ. Vô. Thôi không cần vô đi. Mày vô đi, tao mới biết chiều nay. Không có ca nữa nè. Vô vô mà gì nữa vậy? Thì mày vô bây giờ cậu biết là cậu mới bấm từng người ta vô cao ok, tao bấm bằng cái số mày ca đi. Ông này cũng lì ghê trời. Mày ca người ta cậu mới biết là mày ca bằng gì biết không? Bắt đầu tao mới lựa trên cái menu nó có cái dãy số nữa, vô karaoke nó khác ở nhà. À tao đâu biết bài. Thì mày con cứ ca đi là cậu mới biết bài có bài gì vậy. Tao mày vô lại thôi. Lên đây em lùa bước bước với sau. Dạ bái cái điều mày. Đó. Tôi lại nó đâu mà bước để cho tao ngủ. Có tí nào đâu. Nhưng mà nó cao thật. Tám hủ cho họ vậy cây vô đầu của người sao. Cũng có cậu bé là ông sùm con hát có chút xíu à. Thì mày, mày đừng hát ông sùm. Lấy gì tao ta nói gì tôi lại ông mua không ngồng. Không đừng có bày tôi ta hát nữa. Quỷ là hoài mày ơi. Để tao ngủ cái chút nó hoài. Thì đó mày dùng nó đi cho bán ngủ. Thì đó mày dùng nó đi cho bán ngủ mày không có ngồi cao thật không à. Chú nắng ra lỡ dầu sớm ta tưởng con bắt tao về mấy cưới tay đâu. Con nói má đừng muốn cản lá cây vô đầu con á. Con nào la kiếm kiếm trời. Kiếm trời ở phía bên bà quầy á. Kiếm nào la cây vô đầu trời. Cái bà hai la biết liền cái gì cái chơi. Nó để cái chỗ kế bên bà ngoại. Đó bà ngoại. Chị mày. Để cái chỗ kế bên bà ngoại. Ờ bé làm thùm rồi. Ờ mày ca đi chú họ cây vô đầu mày là con. Ờ. Ờ mày hả? Cây vô đầu mày chứ con đâu vô đầu ai á, tao nghe cái gì cái miệng của mày không á. Cây vô đầu mày giờ là. Cây vô đầu ai biết liền. Cây vô đầu ai biết liền. Tự nhiên là tự nhiên cái con. Con nhỏ nó ca ca để ta ca. Ca 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 như hay là ca dở dần sớm tao mới chú không. Ờ, nãy vừa hát rồi, tới còn lần hát mình chưa nghe giọng giọng á. Không, để cho bà ngoại ngủ. Bà ngoại ngủ với con ngoại. Con có tá nữa coi. Cái dài á. Chú nát la ôm sùm, ca ôm sùm. Ca dở quần què gì đâu mà. Cái thằng ăn được
biết liền à. Đó là mày hỏi ra Hưng, mày cao lại coi có bị có lớn tiếng không. Hưng con vô lại câu coi. Lên em luôn. Đó to gì cái học chuyện người cái thằng mặt mà bà bị mất giấc ngủ là tại cái miệng này chứ tại thế tự nhiên đó lấy đâu thấy tôi nặng hay không thở nặng tự nhiên vô ca chứ ca ông sầm lên chứ nãy còn ai nói với mình cô bé là con chứ con hồ ta bà thử sao ta ai ai hỏi nó mày hận bất hạnh mày mấy cây là biết ai không làm mắt của bà bà thử tôi cả tại ông ai ông nói gì đi vô á bà nói mày la chứ mà ca gì ca không ông với hận quỷ nhỏ là nó ông sầm ca ông sầm à ca dở như hạch ta vậy là lên vô ca quần què ca. Trời ơi, không biết ai bị ảnh mấy cây là biết từ đó là ai bị ảnh mấy cây là biết là hiểu từ đó là đúng rồi à. Má cũng ngộ nó bộ à quýnh là quýnh này ca quýnh quýnh người bên cho bà ngủ ca hát như quần què có ngày ca sập bài hải mà hay không cho ai ngủ người. Làm thùm mà ngoại ngủ đâu ngoại nói kìa. Đời này không ai ngủ được với nó luôn á. Đúng rồi, la ông thùm. Sợ mình luôn bé. Thầy mốt không ai dám nói rộng tới mày nữa. Tao hỏi nó chùm sớm rồi coi. Mà nãy giờ cái ai cha cái ông thùm. Mày biết sao tao không dám nói rộng mày. Tao sợ mấy ăn cay á. Sợ mấy ăn cay. Bữa phải la cũng đó nữa. Cay có ẩn lên tao luôn. Tao què tại nãy bả. Cái bả tự nuôi ca. Tôi không có ca. Tôi chưa có giải thích. Bà đang ngủ mơ mơ hoàng. Bà ngoại nói cửa bé la chứ ca hồi nào. Mày phá giấc ngủ mà. Là má nó mốt cũng vậy nữa. Coi mấy con kỹ càng cái giọng ca của ai chứ. Có ôm thầm mà cá Quýnh. Quýnh ca Quýnh. Quýnh thằng Binh nó ngủ. Ngộ gì chứ. Con ta ca hay ra chuyện dịch. Ôi giời ơi, nếu ngủ không có hơn. Giọng nó hay bộ. Thử lại con coi. Đó. Thử lại nghe câu coi. Giọng nó hay được á. Chiều đi tao đâu cái. Đâu mà vô lại thử lại. Nó đem rồi. Bây giờ tao bấm điện không? Quẹo không? Giờ tao ngủ không? Phá chuyện này vô đây nè. Hả? Vô đây vô tay vô đầu nè. Nãy quýnh đưa chưa đủ rồi. Vô ca má vô ca giấc ngủ ta nữa. Con đi già xuống vô con đĩa trẻ. Vô ca ca như buồn què này á. Gà mấy gà má tự nhiên vô với tự nhiên á. Cái hiểu lầm ta. Ông hồng cái thường ca cái tự nhiên quýnh ta à. Vô ca ca cái ca dở người nhắc nhở nhỏ đồ má đồ ngủ. Vô ca ôm thầm à. Ha 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 ha